161. Bạc Xà La thương Yết La Chế Bà. Kệ: Kim Cang Khải Giáp Nhãn Năng Tỉnh, Chí Đức Nguyên Nguy Lực Vô Cùng, Thôi Toái Quần Tà Tuyền Tông Tích, Ngũ Cốc Phong Thu Khánh Khang Ninh. Tạm dịch: Mặt Giác Kim Cang sáng chói mắt, Quay Đức Vô Biên Lực Vô Cùng, Phá Tan Quần Tà Tuyệt Dấu Vết, Ngũ Cốc Phong Túc Khánh Khang Ninh. Giảng giải: Câu chú này rất là có lợi, chuyên phá tan thiên ma ngoại đạo, cho nên không thể tùy tiện niệm, nếu niệm thì chúng chẳng chịu thấu. Mặt Giác Kim Cang sáng chói mắt, những gì đại lực sĩ này, Bồ Tát Thị Hiền, Mặt Giác Kim Cang phủ kính, đầu đội mũ bằng thép, thì dù đạn nguyên tử, đạn khinh khí đều bắn không vào được, vì các ngài chẳng có vật cứng gì mà không phá được. Thứ quang minh này so với tử quang bây giờ còn lợi hại hơn, khiến cho người nhìn mắt mở không lên. Tử quang khiến cho người không biết mà chết, quang minh này thì người biết được, nhưng nó không làm cho người gì thế mà chết. Tuy nhiên là hàng phục, nhưng vẫn có từ bi nguyện lực bao hàm trong đó. Quay Đức Vô Biên Lực Vô Cùng, những gì ấy đều là Đại Bồ Tát Thị Hiện hoặc là Phật Thị Hiện. Các ngài thị hiện Kim Cang lực sĩ bưng núi cầm chùy khắp cõi hư không. Quay đức của các ngài vô biên, quay lực cũng vô tận. Bao nhiêu núi các ngài đều nâng lên để vào lòng bàn tay, phá tan quần tà tuyệt dấu vết. Khi niệm câu chú này thì yêu ma quỷ quái đều không hình không bóng, chẳng biết đi đến đâu, đều bị phá tan. Các bạn nghe qua rồi, đừng gặp chỗ nào cũng cho rằng ở đây có tà, để cho tôi niệm một niệm. Phàm việc gì đều phải tồn tâm từ bi, đừng khởi tâm đối đãi. Ngũ Cốc Phong Túc Khánh Khang Ninh. Lúc này yêu ma quỷ quái không tồn tại nữa, thì phong hòa gió thuận, chẳng có ai gây phiền não, ai ai cũng chẳng có bệnh, đều mạnh khỏe an lạc. 162. Bạc Xà La Câu Ma Lị. Kệ: Kim Cang Đồng Nam Thầm Thiên Chân, Bất Giả Tư Tác Thiện Ác Vân, Sát Na Biến Du Tam Thiên Giới, Nhất Niệm Chiếu Liễu Chúng Sinh Tâm. Tạm dịch: Kim Cang Đồng Nam rất thuần chân, không cần suy tư rõ thiện ác, khoảnh khắc du khắp 3000 cõi, một niệm chiếu rõ tâm chúng sinh. Giảng giải: Kim Cang Đồng Nam rất thuần chân, đây giống như tiểu quả đà, nói phải thọ năm giới, y giữ không được bèn khóc lên, rất thuần chân không tà, y chưa bao giờ nói dối. Không cần suy tư rõ thiện ác, ngài cũng không cần suy nghĩ người này là thiện hay là ác, thì tự nhiên phân biệt rõ ràng, không cần làm bộ làm tịch thì minh bạch, cũng giống như tấm gương. Đó là vì ngài rất là thuần khiết thanh tịnh. Khoảnh khắc du khắp 3000 cõi, tức là trong khoảng thời gian ngắn nhất, thần thông của ngài du khắp 3000 đại thiên thế giới, bất tất đi xe, đi máy bay, cũng chẳng cần bay mà đến. Một niệm chiếu rõ tâm chúng sinh, trong khoảng một niệm thì ngài đều minh bạch tâm của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có tâm niệm gì, ngài Kim Cang Đồng Nam đều biết đều thấy. Ngài không chỉ có bản lĩnh này, mà thần thông của ngài lớn vô cùng. Tại sao ngài có thần thông lớn như thế? Vì ngài là Đồng Nam, một chút tâm nhiễm ô cũng chẳng có, một chút hành vi nhiễm ô cũng chẳng có, một chút niệm đầu nhiễm ô cũng chẳng có, đều hoàn toàn thanh tịnh. Những bài kệ mà tôi tả rất là thiển cạn, nhưng hy vọng các bạn do cạn vào sâu. Đây gọi là bỏ đá tìm ngọc, do kiến giải thô thiển này của tôi làm cho trí huệ cao siêu của bạn phát sinh. 163. Câu Lam Đà Lị. Kệ: Diễn Ly Kết Vượt Cận Hữu Đức, Kim Cang La Sát Quá Ta Bà, Trang Nghiêm Đạo Tràng Thành Thù Thắng, Thiên Mẫu Công Đức Bát Nhã Đa. Tạm dịch: Xa lìa trói buộc gần người có đức, Kim Cang La Sát Quá Ta Bà, Trang Nghiêm Đạo Tràng Thành Thù Thắng, Thiên Mẫu Công Đức Bát Nhã Đa. Giảng giải: Câu này dịch là lìa trói buộc, xa lìa trói buộc gần người có đức. Xa lìa tất cả nghiệp chướng, trói buộc tức nghiệp chướng, thân cận người có đức, trốn xa người hung ác. Kim Cang La Sát Quá Ta Bà. Người đồng nữ này gọi là Kim Cang Nữ, lại kêu là Kim Cang La Sát Nữ. Ngài đến thế giới Ta Bà giáo hóa chúng sinh. Trang Nghiêm Đạo Tràng Thành Thù Thắng. Trang Nghiêm tất cả đạo tràng thành mảnh đất tu hành thù thắng. Trong Phật giáo, chú Lăng Nghiêm là một bộ chú quan trọng nhất. Bộ chú này là toàn thể đại dụng, có thể nói là bao quát tất cả giáo nghĩa Phật giáo. Chú Lăng Nghiêm phân làm 5 bộ, tức
Kim Cang Bộ, Bảo Sinh Bộ, Liên Hoa Bộ, Phật Bộ, Yết Ma Bộ thuộc về năm phương. Phương Đông Phật A Xúc Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Phật, Bảo Sinh Bộ, chính giữa Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Bộ, phương Tây Phật A Di Đà, Liên Hoa Bộ, phương Bắc Phật Thành Tựu, Yết Ma Bộ. Nếu như trên thế giới không có người nào tụng chú Lăng Nghiêm thì thiên ma ngoại đạo sẽ xuất hiện. Nếu có một người đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái đều phải ẩn trốn, vì chúng chỉ sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Chúng tưởng hết phương pháp muốn diệt mất chú Lăng Nghiêm này. Cho nên thời kỳ Phật Pháp diệt thì chú Lăng Nghiêm diệt trước nhất, đồng thời kinh Lăng Nghiêm cũng diệt trước nhất. Lúc đó yêu ma quỷ quái xuất hiện ra đời, muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm, không trời không đất, không thần không Phật, hoành hành chẳng sợ gì. Do đó tôi chủ trương mỗi vị Phật giáo đồ đều phải học thuộc chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày trì tụng chú Lăng Nghiêm. Đó là bảo trì chánh pháp không bị diệt thì chánh pháp trụ thế, mạt pháp thì chẳng có ai niệm chú Lăng Nghiêm. Do đó hôm nay giảng chú Lăng Nghiêm chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Đừng cho rằng chỉ có mấy mươi người nghe, dù mấy mươi người, thiên ma ngoại đạo ở tại đó đã kinh hãi sợ sệt. Chú Lăng Nghiêm trụ thế thì chánh pháp sẽ trụ thế, không có chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp chẳng tồn tại. Tôi nghiên cứu Phật giáo mấy chục năm, không dám nói đã minh bạch, nhưng có thể nói hơi có tầm đắc. Sự hiểu biết của tôi đối với chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi, hai chú này không nhiều lắm, cũng không quá ít. Do đó, đem những gì tôi hiểu biết giới thiệu các bạn. Các bạn đừng nửa nghe nửa ngủ, nhất định phải đặc biệt chú ý, phấn chấn tinh thần lại. 164. Bạc Xà La Hát Tát Đa Giá. Kệ: Kim Cang Cự Thủ Ngũ Chỉ Luân, Hà Nhĩ Yêu Phần Tận Độn Hình, Hộ Trì Hữu Tình Thành Đại Đạo, Toại Tâm Mãn Nguyện Hướng Tiền Trình. Tạm dịch: Kim Cang tay lớn diệu vô cùng, yêu khí xa gần ẩn trốn hết, hộ trì hữu tình thành đại đạo, toại tâm mãn nguyện hướng về trước. Giảng giải: Kim Cang Bộ thuộc về pháp hàng phục, bất cứ thiên ma ngoại đạo, ly mị vọng lượng, trâu quỷ xà thần đều sợ Kim Cang Lực Sĩ. Khi thấy Kim Cang Lực Sĩ thì tất cả yêu ma quỷ quái đều phải lão lão thực thực ẩn trốn vào trong bóng tối, không dám xuất hiện. Hơn nữa là Kim Cang tay lớn, bất cứ chúng chạy đến đâu có thể duỗi tay một cái thì bắt chúng lại. Cho nên nói Kim Cang tay lớn diệu vô cùng, yêu khí xa gần ẩn trốn hết. Bất cứ xa gần có tà khí, yêu khí đều phải ẩn trốn. Vậy phải chăng Kim Cang Lực Sĩ chẳng biết? Chẳng phải. Nhưng vì chúng đã bị hàng phục, sinh tâm sợ sệt thì bất tất phải giết chúng. Bạn đừng xem ngài là Kim Cang Lực Sĩ, các ngài đều đầy đủ đại từ bi, đều là đại quyền thị hiện, hiện tướng có quy đáng sợ để hàng phục yêu ma quỷ quái. Hộ trì hữu tình thành đại đạo, Kim Cang Lực Sĩ bảo hộ chi trì tất cả hữu tình đều tu hành thành tựu đạo nghiệp của họ. Toại tâm mãn nguyện hướng tiền trình, bạn muốn tu pháp môn gì thì tu pháp môn đó, nhất định sẽ thành công. Toại tâm mãn nguyện, nhưng bạn đừng thối lui, chỉ hướng về trước dũng mãnh tinh tấn. 165. Tỳ Địa Gia. Kệ: Phổ Giác Thế Gian Chi Chúng Sinh, Thiền Ngữ Giáo Hóa Diễn Ly Trận, Dũng Mãnh Tinh Tấn Đăng Bỉ Ngạn, Đạo Giá Từ Thuyền Cứu Khổ Luân. Tạm dịch: Giác khắp các chúng sinh thế gian, lời lành giáo hóa sạch bụi trần, dũng mãnh tinh tấn lên bờ giác, từ bi trở lại cứu khổ luân. Giảng giải: Tỳ Địa Gia dịch là giác khắp, tức không có lựa chọn, khiến cho hết thảy chúng sinh đều giác ngộ, đều minh bạch, không hồ đồ. Cho nên nói giác khắp các chúng sinh thế gian, khiến cho hết thảy chúng sinh bỏ mê về giác, đắc được bồ đề. Lời lành giáo hóa sạch bụi trần, dùng lời khéo léo giáo hóa chúng sinh, xa lìa tất cả pháp nhiễm ô mà tu tất cả pháp thanh tịnh, đắc được vô thượng bồ đề, dũng mãnh tinh tấn lên bờ giác, tự mình lựa chọn một con đường tốt, dũng mãnh tinh tấn hướng về trước. Nếu không giải đãi thì nhất định sẽ thành công, từ bờ sinh tử bên này qua dòng sông phiền não mà đạt được bờ bên kia niết bàn, đắc được thường lạc ngã tình bốn đức. Lúc đó thì từ bi trở lại cứu khổ luân, không quên chúng sinh khổ ở thế gian, phát tâm đại từ bi đến cuối độ chúng sinh thọ khổ. Họ đều đọa lạc trầm luân không giác ngộ, tôi muốn khiến họ đều giác ngộ, đồng ra khỏi biển khổ mà đạt đến cõi thường tịch quang tịnh độ thanh lương tự tại. 166. Kiền Giá Na. Kệ:
Tứ Đại Thiên Dương Hồ Chánh Quy, Thái Tử Quyến Thuộc, Các Xính Quai, Tam Giới Thiền Ác, Ký Công Quá, Nhật Dạ Tuần Du, Thời Đắc Thôi. Tạm dịch, bốn vị Thiên Dương Hồ Chánh Quy, Thái Tử Quyến Thuộc, Quai Lẫm Liệt, ba cõi thiền ác ghi nhớ hết, tuần du ngày đêm không sao lãng. Giảng giải. Trước câu này nói về Hộ Pháp Kim Cang Bộ, tức là Hộ Giáo Thiện Thần. Câu đầy bao quát bốn vị Thiên Dương và Thái Tử của họ và các quyến thuộc. Những vị Kim Cang Thiện Thần này đều thuộc về Phật A Xúc, Kim Cang Bộ Thống Lãnh. Chú Lăng Nghiêm đến đây là bộ chúng Kim Cang Bộ. Do đó, đoạn chú này đa số thuộc về Pháp Hàng Phục, dùng Kim Cang Lực Sĩ hàng phục Thiên Ma Ngoại Đạo. Bốn vị Thiên Dương Hộ Chánh Quy. Tứ Đại Thiên Dương là Trì Quốc Thiên Dương, Tăng Trưởng Thiên Dương, Quảng Mục Thiên Dương, Đa Văn Thiên Dương. Bốn vị Đại Thiên Dương này bảo hộ chánh nhân quân tử, chúng sinh giữ quy cụ. Thái Tử Quyến Thuộc Quai Lẫm Liệt. Những vị Thái Tử của các vị Thiên Dương và tất cả quyến thuộc đều quai phong lẫm liệt, chứ không phải sát khí đằng đằng, mà là khiến cho tất cả chúng sinh có quy phải sợ, để hàng phục Thiên Ma Ngoại Đạo. Ba cõi thiện ác ghi nhớ hết. Các ngài tuần tra xem việc thiện ác trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bất cứ ai làm việc thiện, việc ác, các ngài đều ghi nhớ. Dòng niệm của bàn chánh hay bất chánh đều nhớ hết. Ai có ý nghĩ khinh khi trời, hai người cũng ghi nhớ hết thảy. Ở dân gian có máy thu để thu, các vị ấy chẳng dùng máy thu, nhưng trong hư không có máy thu hiện thành, so với máy thu của chúng ta còn nhiều hơn, không cần dùng tiền để mua. Bổn lai đã có, cho nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu ở tại đâu? Ở trong chân không. Chân không không ngại diệu hữu, diệu hữu không ngại chân không. Chân không chẳng không, cho nên có diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, cho nên không ngại chân không. Hổ tương viên dung vô ngại. Không giống như nhân gian, có vật này thì chứa ngại vật kia. Người này ngăn cản chỗ này thì người kia chẳng qua được. Hư không gì cũng chẳng có, nhưng gì cũng đều có. Nếu minh bạch thì gì cũng đều có, nếu không minh bạch thì gì cũng chẳng có. Chân không là chân không, diệu hữu là diệu hữu. Nếu minh bạch thì trong chân không tức là diệu hữu, nếu không minh bạch thì trong diệu hữu cũng không minh bạch, có chân không. Không minh bạch, chân không, diệu hữu, hổ tương vô ngại. Nếu dùng nhục nhãn của phàm phu để dò chân lý chân không diệu hữu thì không khi nào đắc được đáp án viên mãn. Thái tử của Tứ Đại Thiên Dương ngày đêm quán sát điều tra, xem người thiện nhiều hay người ác nhiều. Thiện nhiều thì mời họ lên trời, ác nhiều thì phạt họ đọa làm ngạ quỷ, súc sinh địa ngục. Do đó, bốn vị Đại Thiên Dương này cũng rất bận rộn, hàng ngày tính sổ với Thái tử. Đại khái họ đã học qua toán số, so với máy điện toán còn rõ hơn. 167. Ma Lị Ca. Kệ: Tam Quan Thiên Vương Quyến Thuộc Đa, Dương Diệm Nhật Chiếu Mật Ba La, Đại Lực Kim Cang Trừ Uế Tích, Hộ Trì Hành Giả Xuất Ái Hà. Tạm dịch: Tam Quan Thiên Dương nhiều quyến thuộc, Dương Diệm Nhật Chiếu Mật Ba La, Kim Cang Đại Sĩ Trừ Quần Ma, Hộ Trì Hành Giả Thoát Biển Ái. Giảng giải. Câu này là quyến thuộc của Tam Quan là Nhật, Nguyệt, Tinh. Mặt trời có quyến thuộc của mặt trời, mặt trăng có quyến thuộc của mặt trăng, sao có quyến thuộc của sao. Mỗi một quyến thuộc lại có quyến thuộc của họ. Dương Diệm Nhật Chiếu Mật Ba La. Dương Diệm bị mặt trời chiếu thì chẳng còn, tức cũng đến được bờ bên kia, khôi phục lại thanh tịnh. Dương Diệm cũng như vọng tưởng, nếu bạn có trí huệ chân chánh, chiếu một chiếu thì nó tiêu diệt mất, đắc được quang minh. Kim Cang Lực Sĩ Trừ Quần Ma. Oai lực của Kim Cang Lực Sĩ lớn vô cùng, có thể bưng núi cầm chùy, biến khắp hư không giới, trừ Thiên Ma Ngoại Đạo yêu ma quỷ quái. Hộ trì hành giả thoát biển ái, bảo hộ người tu hành thoát khỏi biển ái dục, khôi phục lại thanh tịnh. Kim Cang Đại Lực Sĩ có sự hộ trì rất lớn đối với người tu hành.
hộ trì người tu hành vượt khỏi biển ái chẳng phải dễ.